Tưởng đâu cáp treo giống cái ghế trong công viên chỉ có năm 1900 hồi đó. Ai ngờ hôm nay Thanh Tiger đã được trải nghiệm ở Trung Quốc rồi nè. Chúng tôi đang có trải nghiệm đi. Cáp treo của năm 1900 hồi đó. Mày ơi, ôi. Trong chuyến đi Trung Quốc lần này, mình đã được trải nghiệm rất nhiều thứ kỳ quái và mới lạ. Đặc biệt nhất là đi cáp treo giống cái ghế trong công viên. Mình đã từng thấy qua dạng cáp treo này rồi, và nhiều người nói đây là sản phẩm của Photoshop. Tôi tin là nó có thiệt, nhưng mà tưởng đâu là năm 1900 hồi đó thôi chứ. Ai ngờ vẫn còn hoạt động và mình đang ngồi trên nó tại Trung Quốc đây nè. Chúng tôi đang trải nghiệm cáp treo. Cáp treo hồi đó giờ ghê quá.